Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Biệt thự của Hồ Ngọc Hà bị trộm độc nhập, khám nhiều tài sản giá trị ước tính mất 3 đến 4 tỷ. Lợi dụng sơ hở gia đình Hồ Ngọc Hà đang đi nước ngoài, kẻ xấu đã đột nhập lấy đi nhiều tài sản. Đúng là canh lúng lúc thật. Các nhà to lớn như thế lại được bảo vệ nghiêm ngặt mà vẫn bị trộm khóm đúng là không ngờ tới. Theo đó, tuổi trẻ online cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thủ Đức đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét vụ mất trộm tài sản lớn tại căn biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Vào sáng ngày 8 tháng 9, người thân phát hiện trong căn biệt thự của vợ chồng nữ hoàng giải trí có nhiều đồ đạc bị xáo trộn. Sau khi kiểm tra phát hiện bị mất trộm nhiều tài sản, kết sắt của nữ ca sĩ bị phá, toàn bộ tài sản bên trong không còn. Hiện tại gia đình vẫn chưa thống kê hết số tài sản bị mất, nhưng theo nguồn tin cho biết, bước đầu người thân Hồ Ngọc Hà trình báo mất nhiều vàng, tiền trị giá khoảng 3 đến 4 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an thành phố Thủ Đức phối hợp cùng phòng PC02 khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera bên trong căn biệt thự và khu vực xung quanh để truy xét vụ việc. Hiện phía cảnh sát chưa công bố số tài sản được báo mất. Được biết căn biệt thự của Hồ Ngọc Hà bị trộm ghé thăm nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền thuộc thành phố Thủ Đức. Căn nhà có diện tích rộng khoảng 300 m2 nằm ở ven sông Sài Gòn. nữ ca sĩ mới tạo căn nhà này sau khi sinh hai nhóc tỳ Lisa và Leon có trị giá khoảng 30 tỷ đồng. Nơi đây nằm ở một vị trí đắc địa và được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Gia đình nữ ca sĩ cho biết hiện tại Hồ Ngọc Hà đang lưu diện ở nước ngoài cùng chồng con. Cô cũng đã được thông báo về vụ trộm, có lẽ những đối tượng đột nhập đã theo dõi căn biệt thự từ lâu và biết được cả gia đình trong thời gian này không có nhà nên mới nhanh chân lẻn vào để trộm tài sản. được khách sĩ ở nước ngoài chắc hẳn rất lo lắng khi mất đi nhiều của cải có giá trị như thế. Trong showbiz biết việc Hà Hồ nổi tiếng là sao nữ giàu có nhất nhì, ngoài biệt thự hạng sang, nữ ca sĩ còn sở hữu nhiều tài sản giá trị khác như xế hộp, kim cương, trang sức và hàng hiệu đắt giá. Ở tuổi 37, Hà Hồ có trong tay tất cả từ sự nghiệp, hôn nhân đến con cái, mọi thứ đều viên mạng đáng ngưỡng mộ. Từ sau khi hai con Lisa Leon cứng cáp, Hà Hồ Kim Lý rất hay đi du lịch, cả gia đình hết nhu hoàng trong nước lại vi vu quốc tế. Cách đây không lâu, Hà Hồ cùng chồng con vừa có chuyến du lịch ở. Thụy và Pháp. Sau khi về nước được một thời gian, cả gia đình lại có chuyến đi sang Mỹ và không may sự cố đã xảy ra khi các thành viên vắng mặt ở nhà. Được biết, sắp tới đây Hà Hồ sẽ tổ chức live show ca nhạc hoành tráng, đánh dấu sự trở lại sau khi đã yên bè gia thất. Thế nhưng cách đây vài ngày, cô cho biết sức khỏe của mình không được tốt. Ốm là nỗi sợ hãi, ốm da dẫn là nỗi bất lực ốm bạc tiếng, ho, nghẹt mũi mà vẫn phải hát, thật sự cảm thấy có lỗi. Xin cho con hết ốm để bắt đầu những ngày tháng tập luyện, Hồ Ngọc Hà chia sẻ. Giờ đây khi sự việc không hay liên quan đến nhà cửa và tài sản lại xảy ra, Phan không khỏi lo lắng cho Hà Hồ. Ai cũng hy vọng nữ ca sĩ này sẽ sớm giải quyết được vụ việc, khách không mời ghé thăm và tìm lại được số tài sản đã không cánh mà bay. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo